xin chào tất cả các bạn. Mình biết rằng đối với nhiều bạn khi học tiếng Nhật thì chữ Hán là một nỗi sợ cực kỳ lớn phải không nào? Tuy nhiên thì mình hy vọng rằng với những điều mà mình chia sẻ với các bạn trong bài giảng clip ngày hôm nay thì nó sẽ khiến cho các bạn có được một cái nhìn khác về việc học chữ Hán cũng như là cảm thấy việc học chữ Hán sẽ đơn giản hơn và thú vị hơn. Cụ thể bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái gì thì các bạn nhìn lên trên bảng nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt về những chữ Hán mà viết gần giống nhau và những chữ Hán này sẽ là những chữ Hán cơ bản nằm trong N5. À, và mình khuyến khích các bạn xem clip này sau khi các bạn đã xem các clip bài giảng về chữ hán N5 của mình trên kênh YouTube của thầy Dũng cũng như là à, các bài giảng về chữ hán của mình trong chương trình học à, khóa học N5 online miễn phí trên website dũngbody.com OK và không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào nội dung của bài giảng ngày hôm nay nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Có lẽ là một bài tương đối tương đối dài một chút, tuy nhiên là mình hy vọng rằng à, à, mình sẽ dạy đủ cuốn hút để các bạn có thể theo dõi từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng nhá. Đầu tiên các bạn nhìn một hàng đầu tiên, một vài những cái chữ Hán giống nhau như thế này đúng không nào? Bây giờ mọi người có đọc được hết những chữ Hán này và hiểu hết nghĩa của nó là gì không? Một loạt chữ nhìn có vẻ giống nhau đúng không? Không biết là với các bạn bây giờ các bạn có thể đọc và à, hiểu được nghĩa ngay của những chữ Hán này không nhỉ? À, với những bạn mà đang học N3, N2 có lẽ sẽ dễ hơn đúng không? Chiếc hán đầu tiên này là gì nhỉ mọi người nhỉ? Rồi các bạn có nhớ trong bài giảng trước của mình dạy chữ này là chữ gì không? Chữ này là số 6 là chữ lục đúng không nào? Số 6 và mình dạy như nào mọi người nhớ không? Cái nửa dưới này là chữ ha đúng không? Chữ ha trong uh, katakana đấy. Bây trong tiếng Việt mình hay có, 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 cái điệu cười ha ha đúng không nào? Và 6 6 là lục mà tiếng Việt mình hay nói lái là lộc. Lộc là gì đây? Lộc là lộc lá đúng không? Trong nhà mà có lộc tức là có số 6 ở đây. Trong nhà mà có lộc, có lục thì cả nhà sẽ cười ha ha, cười vui vẻ đúng không nào? Và tiếp theo mình nhìn thấy một số một chữ tiếp theo cũng gần gần giống chữ lục đó là số 8 đúng không nào? Đây, số 8 đây. Số 8 chúng ta mọi người thấy giống nhau chưa? Đấy chính là ngày hôm nay thông qua clip này của cô Thanh sẽ không bị nhầm giữa số 6 và số 8 nữa nhá. Số 6 thì có cái mái nhà còn số 8 thì không có cái mái nhà đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn một vài những chữ tiếp theo nhá. Chữ này là chữ gì mọi người nhỉ? Chữ số 3 là gì đấy? Chữ số 3 là là chữ nhân phải không nào? cũng là hai nét như trên này đúng không chữ nhân chữ nhân là gì nhỉ ngày xưa học là n ba à không phải. ngày xưa học cấp 3 các bạn đã dùng chữ này để ký hiệu rất là nhiều khi mà viết văn đúng không nhân là người người vì sao phải có hai nét vì gì nhỉ vì con người của chúng ta không ai có thể sống một mình mãi trên cuộc đời này chồng thì phải có vợ bố thì phải có mẹ ông phải có bà đúng không nào bao giờ phải có một cặp người với người nương tựa nhau mà chống thế nên là cái chữ nhân này nó mới mới hai nét mà thành một người đứng và một người đứng đứng gì nhỉ đứng đứng chống đỡ đúng không? Nâng đỡ người kia, support tụi người kia đúng không nào? Tiếp theo sau chữ người chúng ta thấy một chữ gần gần giống chữ người đó là chữ nhập. Các bạn nhìn nhá. Cái chữ nhập của chúng ta chữ đây chữ nhân thì cái nét bên trái nó thò lên bên trên còn cứ chữ nhập thì thì cái nét bên phải nó thò lên đúng không nào? Rồi nhớ chữ nhập, nhập này là gì? Chúng ta có động từ hai đi mass đúng không nào? Hai đi mass là vào trong đúng không? Vào trong. Tiếp theo rồi chúng ta có tiếp. Chữ này là chữ gì đây mọi người? cũng thấy trong đó có có chữ nhân đúng không nào nhân là người bây giờ các bạn thấy người đứng dang hai tay ra chúng ta sẽ thấy người đó rất là trông rất là to lớn và chúng ta có từ này là từ gì nhỉ từ đại là ô phải không nào đấy rồi thế bây giờ cũng là chữ đại bây giờ cũng là chữ đại mà cô thanh cho thêm một cái phẩy ở bên bên này nữa thì chúng ta có con gì mọi người nhỉ con chó đúng nào Con chó nó to quá thế nên là mình phải phải xích nó lại Được chưa? Và bây giờ bonus thêm cho mọi người một từ nữa nhá Từ này trong chương trình đời 4 nhưng mà mình có thể chú thích luôn ở đây Rồi, rồi bây giờ không phải là con chó Con chó thì có cái xích ở đây đúng không? Bây giờ không phải con chó mà Con chó nó béo quá Nó béo quá đến mức mà gì nhỉ? Cái cái đuôi đằng sau chúng ta nhìn thấy được Nó nó trễ xuống đúng không? Thế nên là gì đấy? Thế nên là nó nó có một cái dâu ở đây và chúng ta có từ này là từ béo Đấy, béo là tội Đấy, thông qua việc học những cái từ chữ hán mà gần giống nhau như thế này Thì các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm giữa những chữ hán nọ với những chữ hán kia đúng nào Nào, số 6 này, số 8 này, số 8 thì bỏ cái mái nhà đi đúng không Rồi người này, người với cái chữ nhập thì nó hai nét ngược nhau nhá Tiếp theo chúng ta có chữ người mà đứng răng hai tay Chúng ta có chữ đại là to lớn này Rồi, ok đúng nào Và tiếp theo chúng ta có chữ, chữ đại đúng không Bây giờ ví dụ nhà có con chó, con chó mà to quá thì chúng ta phải xích nó lại Và cuối cùng, rồi cái đuôi nó nặng quá thì sẽ thành cái gì nhỉ? Thành thành chữ béo Đó là một loạt những chữ hán đầu tiên giống nhau nhá Hay các bạn đã hiểu cái ý, ý đồ của bài giảng hôm nay của mình chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đi tiếp nhá Tiếp theo chúng ta nhìn tiếp về hàng chữ hán số 2 các bạn nhìn thấy đây Wow, rất là nhiều đúng không nào? Và chúng ta thấy có một điểm chung đó là một cái bộ gì ấy nhỉ? Một cái bộ, bộ mộc ở đây Mộc là gì hả mọi người? mộc là cái cây phải đúng nào. Mọi người biết nhìn cái cây như nào? Cái cây đây nhá. Cái cây người ta nói là gì nhỉ? Đây là mô tả cái, cái chữ mộc này là mô tả của cái cây. Đây. Cây làm sao? Bên trên là cái thân cây đúng không? Đây là nằm ngang ở mặt đất này, còn bên dưới là gốc rễ nó bám vào đất thì chúng ta có chữ cây ở đây. Được chưa nào? Cây nhá. Rồi, thế bây giờ có một người bên cạnh cái cây mà có một người gì nhỉ? Một người nằm nằm ở bên cạnh cái gốc cây đây. đây một người nằm ở gốc cây đây thì chúng ta có từ này là từ gì nhỉ mọi người biết không từ yasumi đúng không nào yasumi yasumi mas là nghỉ ngơi đúng không nào người nằm bên cạnh cái gốc cây đúng không thì thì sẽ thành có một chữ hán là chữ nghỉ ngơi tiếp theo chúng ta nhìn tiếp nhá rồi vẫn là bộ mộc mộc đây có gì nhỉ nào bây giờ có hai cái cây hai cái cây thì sẽ tạo thành một một khu rừng chúng ta có từ này là từ rừng là hayashi nhé yes. và có một cái rừng nữa là có ba cái cây chúng ta đều biết mori dũng mori không có mori đúng không nào có ba cái cây thì cây thì đây cũng là rừng được chưa nào thì hayashi này với cả modi này thì khác gì nhau à, về cơ bản thì người ta hay nói rằng là gì nhỉ đây bên này là những cái rừng cây nhỏ à, rừng cây nhỏ và nó 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 tức là cái khu rừng mà nó tập trung cùng một loại cây và nó mọc lên và chúng ta có thể nhìn thấy được cả những cái cây bên trong còn cái chỗ này sẽ là một cái khu rừng mà mà nó được đa dạng rất là nhiều loại cây khác nhau tuy nhiên khi mà mình hỏi người nhật thì à, có nhiều thầy cô giáo người nhật xác nhận rằng là gì nhỉ đôi khi người nhật người ta dùng rất là lung tung bởi vì sao chúng ta nghĩ rừng này là rừng nhiều cây hơn Tuy nhiên cái rừng mà Amazon á Là rừng rậm mà là một cái khu rừng rất là to Thì người ta lại dùng cái từ này để gọi về cái khu rừng rậm đấy nhá Nên là mọi cái chỉ mang tính chất tương đối Tóm lại ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào phần ý nghĩa của từ Mà chúng ta sẽ đi sâu vào cách nhớ từ nhá Phân biệt những chữ hàn giống nhau Được chưa nào Rồi đây một bộ mộc đúng không cây này cây bám rễ cây vào đất này xong gì nhỉ người nằm bên cạnh cái gốc cây thì sẽ có chữ nghỉ ngơi này người nằm nghỉ ngơi bên cạnh gốc cây rồi hai cái cây tạo thành một khu rừng hayashi và gì nhỉ và ba cái cây thì tạo thành một khu rừng Mori đúng nào tiếp theo nhá chúng ta vẫn nhìn thấy cái cây ở đây đúng không nhưng mà chúng ta thấy có một cái nét chặt ngang ở giữa, ở dưới đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta tưởng tượng như là đây cái cây đúng không? Bây giờ con người đi đi chặt cây. Chặt cây về để làm gì nhỉ? Về để lấy giấy làm sách và chúng ta có từ này là từ sách vở, chúng ta có từ hông là từ này đúng không nào? Sách. Rồi bây giờ tiếp theo đến từ này nhá. Rồi cũng bên cạnh cái quyển sách chúng ta thấy có một người Đấy, lại một người, đúng không? Người mà người mà đứng bên cạnh quyển sách tức là những người mà chăm đọc sách thì thì nó sẽ rất là tốt cho 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 cơ thể của họ chúng ta có từ này là từ canada tức là đọc người đọc sách rất tốt cho cơ thể nhá chúng ta có từ canada chữ này nhá canada là cơ thể của mình phải không nào Tiếp theo, à, những cái chữ đằng sau này thì nó hơi khác một chút nhưng mà nó vẫn thấy có bộ à, mộc ở đây Thế nên là mình vẫn cho vào đây luôn Chúng ta có từ này là từ gì nhỉ? Đây, từ này là từ gì đây? Cái cây, vẫn là cái cây nhưng mà có hai cái phẩy ở bên trên Đấy Các bạn, Các bạn có tưởng tượng ra cái hình ảnh mà cây lúa mà xong rồi nó phất phơ những cái bông lúa ở bên trên đúng không nhỉ? Chúng ta có những cái cây mà có những bông lúa như vậy đi thu hoạch về chúng ta có từ cô mê là từ, từ gạo được chưa? Được chưa nào? Được chưa nào? Tiếp theo từ gạo cũng từ từ gạo này các bạn nhìn thấy tiếp theo này. Cũng từ từ gạo này theo một cái từ bên trên đây nữa. À bên dưới vẫn còn. Đấy, theo một cái vạch ở bên trên đây nữa. Rồi thêm một cái vạch ở bên trên đây nữa Chúng ta có từ này là từ gì nhỉ? Từ lai nghĩa là gì nhỉ? Cái động từ mà kimas là đến đúng nào? Hay là từ lai trong từ tương lai chúng ta có từ midai đúng nào? Hay Shorai đấy Thì cái từ này đến đây này Đấy hôm, hôm nay đến nhà ai chơi thì phải mang theo Mang theo gạo thì mới được Mới được đến chơi đúng nào? Đấy nhá Nhớ chưa? Rồi đây gạo này Xong rồi vác gạo đến nhà ai đó chơi Chúng, chúng ta có từ đến nhá Tiếp theo một từ cũng gần gần giống nữa à, Mình nhét luôn vào đây mặc dù nó không có cái cây bên trong đúng nào Đây là chữ gì nhỉ mọi người nhỉ? Đây là chữ bán trong từ gì nhỉ? Ví dụ như là từ ichiji là cái từ hang đấy, nghĩa là gì nhỉ? Một nửa nghĩa là một rưỡi nhá. Thế chúng ta tưởng tượng như này chúng ta có thấy gì nhỉ? Mỗi bên đúng nào? Đây có hai đấy, hai và mỗi bên hai cái vạch như này. Bây chúng ta cầm một nét sổ thẳng chúng theo, cầm một con dao chúng ta cắt đôi được hay là được mỗi bên một một nửa. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi. Cây này, nghỉ ngơi này, Hayashi này, Mori này Rồi sách này rồi cơ thể này Người đọc sách thì rất tốt cho cơ thể đúng không Rồi gạo này Gạo là từ cái cây mà hình bông lúa và thu hoạch được gạo về này Sau đó gì nhỉ Đến nhà ai đó chơi chữ đến Đến nhà ai đó chơi chúng ta có từ gì nhỉ Kimas thì sẽ gì nhỉ Phải mang gạo đến họ đến nhà người ta chơi thì mới được vào chơi đúng không Và cuối cùng một chữ gần gần giống nên mình nhắc luôn vào đây đó là chữ Chữ bán Được chưa nào Thấy chưa mọi người thấy phân biệt chữ hán nhanh không Nhá Phần số 3 chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp những chữ hán đây Rồi Chúng ta có số này là số mấy hả mọi người? Đây là số Số 9 chữ hán cử của chúng ta đúng không? Cái, cái 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 dòng chữ ngày hôm nay đây Mấy cái chữ này Thì các bạn thấy nó gì nhỉ? Nó giống một cái từ Từ gì đây? Từ này Từ trong um, Katakana Chữ K đúng không? K, K trong Katakana là gì nhỉ? À là, là, là chữ K đúng không? Còn đây là trong Hiragana thì có thêm dấu phẩy ở đây Mọi người biết chữ K này bình thường không? Cái từ này có nghĩa là con muỗi Con muỗi là ca nhá Đấy, khi mà mình giảng trong chương trình chữ Hán ở 5 mình đã nói rồi đúng không nha Rồi, bây giờ có 9 này, số 9 thì gần giống cái gì đấy Gần giống cái chữ, chữ K này nhá Được nào Và tiếp theo, cái chữ này còn, đã thấy cái chữ này còn giống hơn cơ Chữ này là chữ lực, lực là gì nhỉ Lực là chikara, đúng không nào? Chikara thì còn nguyên cả chữ K này Được nào Một con muỗi hè, chín con muỗi đúng không Thì rất là có sức lực đâu hè thôi, tóm lại là con muỗi thì rất là khỏe có sức lực đúng nhỉ kano chikara đúng nào? kano chikara tiếp theo chúng ta thấy có tiếp theo là chữ này chữ gì mọi người biết không chữ này là chữ gì nhỉ chữ vạn chữ vạn là chúng ta có từ một man đấy được như nào một man à vạn là mấy số không nhỉ bốn số không đúng nào vạn thì bây giờ chữ vạn này cũng cũng gần gần giống với chữ k đúng không chúng ta sẽ tưởng tượng chữ này là gì nhỉ một vạn con mũi đó một vạn con mũi nhá tiếp theo bây giờ một vạn con mũi thêm một cái dấu phẩy ở bên trên đấy một vạn con muỗi bay về một phương chúng ta có thấy thấy đây đây là chữ gì nhỉ đây có một giấy dấu như ở bên trên này chỉ về một phương hướng như ở đấy đúng không nào một vạn con muỗi bay về một phương tức là chúng ta sẽ có từ này là từ phương trong từ phương hướng hay là từ này còn là phương trong phương pháp cách làm nữa nhá ví dụ như chúng ta có từ yomikata thì cái chữ này sẽ đọc là kata nhá yomikata ok chưa nào rồi và hai chữ cuối cùng thì nó không liên quan lắm nhưng mà nó gần gần giống nên mình cũng nhét luôn vào đây để các bạn phân biệt được luôn chúng ta có chữ này là chữ gì nhỉ Chữ phút đúng nào Rồi chữ này là chữ phút Nhưng mà ngoài ra chữ này còn có dạng động từ là Wakemas nghĩa là phân chia Chia cắt nó ra Thế bây giờ các bạn thấy bên trên này Nửa trên là số 8 đúng nè à. Số 8 bây giờ cầm một con dao Dưới này là con dao bộ đao đúng không Số 8 cắt À gì không phải Con dao cắt số 8 chặt số 8 làm Làm đôi làm hai mảnh như này Đấy Và cuối cùng một chữ gần gần giống với cái chữ này Chúng ta thấy từ này từ từ ima 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 là gì nhỉ là bây giờ đúng nè nào. nào bây giờ thì chúng ta có chữ này chữ ra đúng không chữ ra trong katakana đấy bây giờ thì đội mũ đi ra khỏi nhà được nào? bây giờ đội mũ đi ra khỏi nhà đó các bạn nhớ chữ hán chưa nào bây giờ viết được chữ hán số 9 rồi đúng không chữ lực cũng viết được một vạn con mũi bay về phương nào rồi số 8 à đâu, lấy dao chặt đôi số 8 và gì nhỉ và đội mũ đi ra khỏi khỏi nhà bây giờ luôn nhá yeah. ok chưa nào hay chúng ta sẽ đi tiếp này à, chúng ta có chữ này chữ gì nhỉ Mọi người nhìn thấy không? Chữ này là chữ mắt đúng nào Mê là mắt đúng không? Mắt bình thường thì chúng ta có con mắt hình con mắt như này này Đấy Đấy Đây là mắt của chúng ta đúng không? Nhưng mà chữ mê viết lại viết được nằm ngang đây thì nhìn trong mắt đấy Đây đây hình trong mắt đấy Nhưng mà chữ mắt của chúng ta được viết được thẳng lên như này Mặc dù con mắt nằm ngang như này Cái này sẽ nhớ nhá Rồi đây là chữ mắt Thế bây giờ chữ mắt này Mình có đôi mắt này xong rồi mình đứng bằng hai chân đúng không đứng hai chân và chúng ta sẽ nhìn ok chưa nhìn cho thêm hai cái thò thêm hai cái chân là chúng ta có từ nhìn nhá mắt để nhìn rồi tiếp theo vẫn là mắt nhưng mà có thò một cái gì ở bên dưới này cũng giống như kiểu cái chân đúng không giống như kiểu đôi chân chúng ta có từ này từ con sò nhá từ cai con sò một đầu tiên ý nghĩa đầu tiên là con sò Thứ hai nó có một cái nghĩa khác, nghĩa là tượng trưng cho tiền. Tiền à vì sao tượng trưng cho tiền? Bởi vì ngày xưa à người à, ngày xưa người ta hay dùng những cái con sò rất là đẹp. Những cái con sò nhìn nó rất là đẹp thì để dùng làm đồ trang sức được thì lúc đó họ trao đổi dùng con sò giống như một cái phương tiện trao đổi như là tiền tệ chẳng hạn. À thế nên là cái từ này dần dần nó còn à ngày xưa nó còn mang ý nghĩa là gì nhỉ? Tượng trưng cho tiền nhá. Được chưa? rồi thế bây giờ cái chữ này thì chúng ta nhìn từ con sò đi con sò các bạn nhìn thấy con sò rồi chưa các bạn thấy có một đặc điểm gì nhỉ con sò có nhìn thấy mắt với cả thấy chân của nó không không đúng không nhưng mà chữ hán của nó lại có cái cái mắt với cái chân thế mới lại hay chứ đúng không rồi tiếp theo con sò đấy bây giờ nhá vẫn là con sò đây vẫn là con sò mà chúng ta thêm cái đôi mắt thêm một cái mắt mắt nhưng mà mắt này mắt nằm ngang ở để bên trên đúng không giống hình cái mắt đây đúng không mắt nằm ngang ở bên trên thì bây giờ nhỉ mình đi đi ra ngoài hàng gì nhỉ mình nhìn đúng không nhìn thật kỹ con sò đấy xong rồi mình mình mua và chúng ta có từ nè từ từ mua từ kai mát nhé hay là ngoài ra chúng ta có một cách lý giải khác ví dụ như là gì nhỉ chúng ta đi mua hàng thì chúng ta xem thật kỹ bằng mắt đây này, này xong đó chúng ta dùng dùng tiền cái này nghĩa là tiền để để mua cái đồ đấy nhá và cuối cùng mua thì mua cái gì vẫn là con sò đây vẫn là con sò như này đúng không? Đi mua cái gì? Mua một cái khay Một cái khay hay là gọi là một cái dụng cụ Về để hay là một cái gì nhỉ? Một con dao đi Về để chúng ta chặt đôi con sò đi Thì chúng ta có từ này từ dụng cụ À từ cụ trong từ dụng cụ nhá Được chưa nào? Ok, hay không mọi người? Nếu mà hay thì nhớ ấn like cho mình nhá Tiếp theo ở hàng số 5 các bạn sẽ nhìn thấy đây Rồi đầu tiên chúng ta có Đây là lửa những cái đống lửa đúng nào lửa và chúng ta nhìn thấy hình ảnh đây là người đúng không người hai tay cấm cầm hai cái đuốc hai cái ngọn đuốc lửa à, lửa đuốc đúng không hai cái ngọn đuốc rồi để đi soi đường và chúng ta có từ này là từ lửa hay ngoài ra cái từ này nó còn mô phỏng một cái đống lửa nó nó cháy bùng 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 lên này đúng không rồi thế bây giờ nước này à đây là lửa thì chúng ta sẽ có ngược với lửa sẽ có từ gì nhỉ có từ nước thì cái này các bạn nhìn tựa giống như là một cái dòng nước chảy đúng nè dòng nó chảy từ trên này à cũng không hẳn là dòng nước chảy mà các bạn có thể nhìn đây đây là một tấm kính chẳng hạn thế bây giờ nước từ hai bên nó nó bắn vào tấm kính thì nó nó tóe lại đúng không bây giờ tóe sang hai bên như này đấy là là nước nhá à, ừ là nước nhá tiếp theo một vài những chữ mà gần gần giống với nó chúng ta thấy có từ này từ này trong từ gì nhỉ? Từ này từ chi sai đúng không? Chi sai là nhỏ thế bây giờ chúng ta tưởng tượng như là đây là mô phỏng hình dáng người á, mọi người, hình dáng người ngồi xuống và thu mình lại thì nhìn nó rất là nhỏ nhá. Còn ngược lại chúng ta có chữ đại thì là đứng dang hai tay còn bây giờ người mà không đứng dang hai tay người ta ngồi thu nhỏ lại thì nhìn nó rất là nhỏ đúng không? Rồi đã thu nhỏ lại rồi mà xong rồi còn vạch cho một đường như này nữa chúng ta có từ này là ít nhá ít là chữ thiểu đúng không nào chúng ta trong cái từ này là từ scoshi hoặc là skunai ok thế nào rồi cái thằng này dễ rồi chúng ta đi tiếp nhá Mọi người nhìn thấy những chữ này có cái gì nhỉ? Có bộ nữ phải không nào? Bộ nữ là gì nhỉ? Là người phụ nữ là con gái đúng không? Người phụ nữ thế bây giờ Người phụ nữ mà ở trong nhà đây, người phụ nữ mà ở trong nhà có cái bộ miên ở bên trên Có cái mái nhà bên trên đúng không Người phụ nữ ở trong nhà thì Thì gì? Thì thứ nhất là người ta sẽ thấy an tâm An tâm trong một cái từ là từ An xin Chúng ta có từ này là từ an xin đúng không An xin là an tâm. Và ngoài ra cái từ này có một cái dạng tính từ của nó là rẻ chúng ta có từ nhà sư đúng không nào thì bây giờ trong nhà mà có người phụ nữ cầm tay hòm chìa khóa đi mua đồ thì bao giờ cũng mua được đồ rẻ đúng không ngày xưa thì thỉnh thoảng có cũng bạn hay giải thích rằng là gì nhỉ trong nhà người phụ nữ rất là rẻ mạt nhưng mà vì mình là phụ nữ mình cũng không bao giờ thích uh, người ta lý giải bằng cách rằng là gì nhỉ người phụ nữ thì rẻ mạt mà gì đấy ở nhà trong nhà mà có người phụ nữ thì mua đồ bao giờ cũng mua được đồ rất là rẻ nhá hay rồi và người phụ nữ có một đặc điểm làm sao nhỉ phụ nữ thì thường rất là thích trẻ con chúng ta có từ này từ từ cô trong từ kodomo nhé thì à, đây phụ nữ thích trẻ con hoặc là có một cách lý giải khác là gì nhỉ à, trong uh, thế giới của chúng ta thì mọi người thường rất là thích phụ nữ và trẻ con thì cái từ này chúng ta có từ hảo hảo nghĩa là thích trong từ ski được chưa nào ski ok chưa tiếp theo mọi người cùng nhau nhìn tiếp nhá à, chúng ta có từ này là từ cổ phải không nào cổ là gì nhỉ cổ là cổ là cũ đúng không cũ thì bây giờ mọi người nhìn thấy bên trên số 10 bên dưới là cái mồm có một câu chuyện nào mà được kể ở một cái mồm đến tận 10 lần thì nó sẽ trở thành một câu chuyện cũ và chúng ta có từ này là từ cũ nhá cũ rồi tiếp theo à, chúng ta có thể đến từ này luôn là từ gì nhỉ từ này là từ Migi, Migi là bên bên phải đúng không? Tuy nhiên bao giờ mình cũng muốn phân biệt cho các bạn luôn với từ bên trái để các bạn đỡ nhầm nhá. Đây giống như là à, tay tay phải của chúng ta, tay phải thì gì nhỉ? Thì thì cầm thức ăn để bỏ vào mồm ăn, chúng ta có từ này cái mồm. Còn tay trái thì gì nhỉ? Chỗ này giống như là một cái gì nhỉ? Gọi là cái um, cái mà các anh con trai hay dùng ấy đó là cái gì nhỉ? Cái nâng tạ ấy để cho khỏe tay đúng không? Tay phải thì cầm thức ăn để vào mồm, còn tay trái thì gì nhỉ? Để nâng tạ. Được nào? Nâng tạ. Thế bây giờ tiếp nhá. À, chữ bên uh, phải này thì nó gần gần giống với cái chữ gì nhỉ? À, thôi mình không dùng cái hiệu này các bạn vỡ nhầm Chúng ta có từ này từ Ishi Đấy các bạn nhìn thấy nó hơi hơi khác một chút đúng không nào? À, tay phải thì nó thò bên trên còn cái ishi hòn đá thì nó sẽ không có thò bên trên tiếp theo nhá à, thì bên mình tưởng tượng như là tay phải nhấc hòn đá được chưa nào tay phải nhấc hòn đá nặng quá nên phải khum xuống nên là không còn cái 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 thò bên trên nữa tiếp theo chúng ta có từ này vẫn là hòn đá nhưng mà các bạn thêm một cái gì đấy một cái uh, gọi là cái trên là cái yama đúng không yama là núi thì chúng ta có một từ này từ iwa iwa là nói về những cái tảng đá lớn những cái dốc đá lớn ở trên núi thì chúng ta thấy luôn là có đá mà ở trên núi thì sẽ tạo thành những cái là những cái dốc đá núi đúng không nào những cái tảng đá lớn ok trên nào mọi người cùng nhau nhìn tiếp nhá có ai mệt chưa chúng ta thấy có chữ vẫn là bộ tử đây đúng không Tử này là gì nhỉ? Là con đúng không nào? Con thế bây giờ mà hay là đứa trẻ con đi. Trẻ con ngồi trong nhà rồi thì học gì nhỉ? Trẻ con đây ngồi trong nhà để học gì đấy? Học viết chữ và chúng ta có từ này là từ gì? Di này nghĩa là chữ nhá, chữ. Chúng ta có từ gì là chữ. Rồi, thế bây giờ vẫn là đứa trẻ đấy, mà học hành thật là chăm chỉ rồi thì nếu mà nó được kết quả cao thì nó sẽ có gì nhỉ có được thưởng một cái mũ như kiểu ngày xưa à, mũ quan đấy đấy nhỉ mũ mũ um, hai cái dâu dâu ở bên trên, trên ấy. chúng ta thấy cái này giống hình cái dâu dâu ở bên trên đúng không học hành chăm chỉ thì đứa trẻ nó sẽ được thưởng một cái mũ ở bên trên và chúng ta có từ này là tứ mana đấy mana bượng mà nam bự nghĩa là học tập nhá học tập được chưa nào mọi người thấy chữ hán bắt đầu dễ chưa nếu mà chúng ta cứ học theo những cái chữ mà cần gần gần giống nhau như thế này đúng không phân biệt cực kỳ là dễ nhá Tiếp theo đến hàng số 9 các bạn nhìn thấy cùng một chữ ta này, chữ ta trong 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 uh, chữ katakana đúng không? Nếu mà là như này không, đứng to như này không thì chúng ta có từ này trong từ tịch là gì nhỉ? Là trong từ yu uh, uh, gì uh, yugata nhé, yugata là buổi buổi chiều đúng nào buổi chiều thì đây có nghĩa là buổi chiều nhá, buổi chiều thì có một mình ta đứng ngắm hoàng hôn chẳng hạn đúng không? Thế bây giờ có hai mình, có hai ta Đây nào? có hai ta thì là gì nhỉ? Chúng ta có luôn luôn một cái từ gì đây? Từ này từ đa là nhiều nhá. Hai ta là nhiều. Rồi, tiếp theo. Ở đây vẫn là chữ ta nhưng mà thêm một chữ này là gì nhỉ? Ờ ừ, nếu mà trong chữ Hán thì chúng ta có chữ này là chữ cư chi là gì nhỉ? Là mồm đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể một cái lị, cách lý giải như <laughs> sau. Rồi đến bên người Nhật thì người ta rất là hay uh, uh, nổi tiếng quen biết với cái tên gọi của một cậu bé tên là Taro đúng không nào? Chữ này là nghĩa là trong từ na trong từ nama đúng không tên đúng không? Nói về tên, danh tên đúng không? Tên của tôi là Taro nhé. Tên là Taro, được chưa nào? Tên là Taro. Rồi, và bây giờ cậu bé Taro. Đây, cậu bé Taro hư quá, nghịch hư quá xong rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa đúng không? À, thò cái mặt ra thò mỗi cái chữ ta ở đây nữa thì chúng ta có từ này là từ sô tổ là phía bên ngoài nhá sô tổ là phía bên ngoài được chưa nào tiếp theo đến hàng số 10 các bạn sẽ nhìn lên trên bảng cho mình nhá Chúng ta có từ này là từ gì? Ok Mọi người chắc chưa biết đúng không? Chúng ta có từ này là Otera À không phải biết rồi nhỉ Đây là bài học cuối cùng trong chương trình học chữ Hán N5 Nên là chắc chắn phải học qua những cái chữ Hán này rồi Thì hôm nay mới được nghe cô Thanh tổng kết như này đúng không? Rồi chúng ta có chữ này chữ Otera là chùa nhá Chùa Thế về chùa nhớ không? Bên này là thứ bảy đúng không nào? Số thổ đúng không? Đất này và là thứ bảy này và chúng ta có từ này trong từ trong một từ là từ mamodimas nghĩa là bảo vệ thì mình hay dùng cái nửa này cho mang ý nghĩa là bảo vệ cho giải thích cho nó dễ. Bây giờ ngày thứ bảy thì vẫn phải đi đi gác chùa, đi trông chùa nhá. Rồi, thì vẫn là chùa. Bây giờ vẫn là chùa nhưng mà chúng ta thêm cái bộ nhật ở đây thì chúng ta có chữ gì nhỉ? Chữ chữ thì chữ thời đúng không nào? Là thời gian. Đây là thời gian. Thế bây giờ à, chùa đúng không? Chùa mà mặt trời lên là đến giờ gì nhỉ? Đến giờ đến giờ mở cửa hay là đến giờ đánh chuông nhá, đến giờ đánh chuông. Và mình chú thích thêm cho các bạn một từ nữa, đó là không phải là bộ nhật mà nếu chúng ta thay bằng bộ nhân thì sẽ không phải là cái gì liên quan đến chùa mà phải liên quan đến người. Và chúng ta có một cái liên quan đến người, chúng ta có từ samurai. Đấy. Samurai là gì nhỉ? Là những võ sĩ của Nhật Bản đúng không? là những võ sĩ thế nên là phải gì nhỉ? Phải phải là có bộ nhân ở đây để, để thể hiện nó. Nên là samurai là những võ sĩ mà đứng trong chùa, đứng gác chùa. Tất nhiên không phải là như thế nhưng mà chúng ta có thể lý giải như vậy để các bạn thấy nó thú vị hơn một chút nhá. Rồi, wow, ô oh, hàng số 11 của chúng ta hay quá. Đó là các bạn nhìn thấy có cái gì chủ yếu không nhỉ? Đó là bộ là chữ điền phải không nào? Chữ điền, điền là gì? Điền là ruộng. Rồi, là ruộng thì sao? À, rồi những người con trai á mà có gì nhỉ mà có sức lực chúng ta có từ này từ chikara đúng nào vừa nãy học rồi những người con trai mà có sức lực thì thường hãy đi ra ra đồng làm và chúng ta có từ này từ otoko người con trai là người có sức lực để đi ra ra đồng làm ruộng nhá rồi tiếp theo chúng ta có từ này từ gì nhỉ vẫn là ruộng nhưng mà thêm những cái đinh 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 này là như kiểu là um, chỉ từng khu từng ô ấy Đấy nhỉ thì chúng ta có từ này gì nhỉ đây là một cái khu phố nhá khu phố nó được phân chia ruộng theo đinh rõ ràng à, thế chưa nào? Cái này các bạn nhớ qua thôi. Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Từ vẫn là từ ruộng nhưng mà các bạn nếu mà thêm cái gì đấy, thêm cái chữ hỏa à, đầu tiên cho mình như này thì chúng ta có chữ này là từ hatake. Hatake này cũng là ruộng nhưng mà ruộng này nó sẽ khác gì với cái ruộng này. Các bạn sẽ nhìn thấy từ hatake này sẽ để ám chỉ những cái ruộng các bạn thấy có bộ có 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 gì nhỉ có có bộ hỏa đây đúng nè thì ám chỉ những ruộng không có nước là những ruộng thường để trồng hoa màu ví dụ như là trồng uh, sắn trồng ngô trồng khoai gì đấy trồng rau còn cái ruộng này chúng ta có một từ từ gì nhỉ từ tham bộ đấy tham bộ nghĩa là gì đấy uh, nghĩa là chỉ những cái ruộng nước là ruộng để trồng lúa nhá và cuối cùng thì chúng ta nhìn nốt hai chữ còn lại trong những cái chữ điền này nhá chúng ta thấy có chữ gì đây nhỉ đây rồi đây là chữ con cá mọi người ạ à, con cá thế bây giờ chúng ta tưởng tượng như này đi ra đồng đúng không đi ra đồng đây vẫn là đồng đây rồi bắt được một con cá và gì nhỉ? và mang lên và mang lên để nướng ăn luôn ngoài đồng nhá ăn lên ngoài đồng đó chữ con cá tiếp theo vẫn là chữ đồng ôi rồi ôi vẫn là chữ đồng à đây như này nó có như này đúng không vẫn là chữ đồng nhưng mà bên trên nếu mà nó có cái chữ mưa rồi ở ngoài đồng khi mà có trời mưa thì gì nhỉ? thì sớp hay có sấm chớp mà sớp sấm chớp nó đánh lóe một đường xuống đồng này, tạo thành cái dòng dòng điện nhá, giống như là đường điện đúng không nào? Giống như cái dòng điện tạo thành khi mà có sấm chớp ở ngoài đồng vào ngày trời mưa nhá. Rồi, mọi người nhớ được chưa? Wow, rất là nhiều chữ Hàn đã học được luôn trong bài ngày hôm nay rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp nhá. Số 12 chúng ta có đây là cánh cửa đúng không nào? Đây là chữ mông mông là cánh cửa đây giống như thình hai cánh cửa đúng nào hai cánh cửa mở rồi thế thì bây giờ chúng ta thấy bên dưới đây vẫn là chữ cánh cửa nhưng mà nếu các bạn thêm một cái chữ này chữ mi là tai đúng nào thêm một cái tai ở ngoài cánh cửa như này chúng ta có từ nghe nghe là gì nhỉ nghe là động từ kikimas đúng nào bây giờ chúng ta tưởng tượng như là uh, mình đi học hay mình học lỏm đúng không mình đứng ở ngoài cánh cửa mình ghé tai vào mình nghe bài giảng của thầy cô đúng không tiếp theo nếu mà thay cái chữ này vẫn là cái cái chữ mông này nhưng mà chúng ta thay cái tai bằng cái nhật chữ nhật đúng nào thì chúng ta có một chữ này chữ aida aida là ở giữa thì chúng ta nhìn thấy là gì nhỉ? Ở giữa cánh cửa thấy có mặt trời đằng xa đang 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 mọc lên nhá là mọc lên. Ok chưa nào? và cuối cùng trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn tiếp hai chữ rất là đơn giản đó là chữ này là chữ gì mọi người chữ này là chữ chi chi phải không nào chi chi là bố bố thì có hai cái ria mép đúng không bố thì có hai ria mép bây giờ bố mà có hai ria mép bây giờ hôm nay bố làm sao bố đội cái mũ đấy đội cái mũ giao thông chẳng hạn nếu mà cái chữ này không học lên được bố các bạn sẽ thấy chữ này là trong từ giao thông ấy bố đội mũ tham gia giao thông đúng không và hôm nay bố đội mũ tham gia giao thông xong rồi đi đến đi đến trường đứng ở cạnh cái cây ở ngoài cổng trường và chờ chờ con tan học và chúng ta có từ này là gì nhỉ từ này trong từ gặp cô là nói về trường học nhá ông bố đội mũ bảo hiểm ông đứng ở cái cây đúng không chúng ta cái hình ảnh gặp rất là nhiều bên việt nam đúng không ông bố đứng cạnh cái cây gì nhỉ chờ con ở ngoài ngoài cổng trường đó nhá hay như vậy là mình đã kết thúc xong bài giảng ngày hôm nay rồi, không biết là nó dài bao nhiêu phút tí nữa cắt ra chắc còn à, để xem như thế nào nhá. Nhưng mà hy vọng là bài giảng ngày hôm nay của mình thì đã đã giúp ích được cho các bạn rất là nhiều đúng như những gì mà mình mong muốn. Và nếu như các bạn có cảm xúc gì, suy nghĩ gì hay có những câu hỏi gì nhớ các bạn nhớ comment xuống bên dưới và đừng quên ấn thêm một like để cổ vũ tinh thần cho cô Thanh và thầy Dũng làm thêm nhiều clip học tập à, trên kênh YouTube này nữa mọi người nhá. Hay và hẹn gặp lại các bạn trong những bài 皆さんお疲れ様です。バイバーイ。